Dạ xin chào khán giả kênh Khương Dừa. Hiện tại thì Khương Dừa đang có mặt ở cửa hàng sầu riêng của Khương Dừa ở số 25 phố Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Khương Dừa vừa mới cúng xong thì Khương xuống đây thì Khương Dừa có mấy em có mấy chị cũng sáng sớm khai trương thì các chị tới để ủng hộ Khương Dừa. Đây mấy chị rất là quý Khương Dừa. Và đây mấy chị có tặng quà cho trà sữa nữa nè quý bà cô chú. Đi mua hàng còn tặng quà nữa. Cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Giờ ăn sầu riêng gì em lựa à? Dạ. Dạ, mua rồi hả? Dạ. Đây em để đây cái ha. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Em bảo anh là bán trên em ra phụ nhưng mà hơi xa. Dạ, nhà chị đâu? Nhà em ở Cầu Diễn, Cầu Giấy cơ. Nhưng mà anh nay mai thuê địa điểm ở đấy thì sẽ... Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Em ít hơn anh 1 tuổi. Em hết anh hả? 85 hả? Anh 84. À, 84. Hello, dạ rồi, anh Khương về quê lội. Quê lâu mấy tháng bữa giờ bận quá. Chắc cô dạ. Chụp một cái ở dạ, máy con. Của cô nha. Cô cao hả? Ôi, ông tổ ơi, dạ. Bỏ công. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị. Vô, vô. Dạ. Dạ. Không ngờ là ở đây ở Hà Nội cũng có rất là nhiều quý ông bà cô chú anh chị với mấy đứa em rất là thương Khương Dừa. Tới ủng hộ qua nay rất là đông luôn. Đó. Nếu mà Khương Dừa nghĩ nếu mà cửa hàng sầu riêng của Khương Dừa mà Khương Dừa không có ra ở đây là gì chắc là sẽ cũng không sẽ có ít người đến ủng hộ hơn á. Đẹp trai thật, công nhận là đẹp trai. Dạ cảm ơn. Dạ. Ơ mọi người lựa sầu riêng chưa? Để em lựa cho. Em lựa quả. Dạ. Này của ai? Điện thoại của ai? À, sáng giờ thì Khương Dừa cúng. Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Ở đây nói thật ra mà nói là cái chất lượng là cái hương vị nó khác hẳn là dạ. Cái quả người ta bán ngoài này. Dạ. Cũng là cái thơm, sao ăn thơm, thơm béo ngậy nhỉ. Nó béo nó cô ở Sài Gòn. Nó thanh lắm, nó thanh. Chị vừa mua mà. Dạ. Mua em mà. Dạ. Mua ngoài này ăn cái sầu riêng dạ dạ. Cái này là mình cái này tụi con đi cắt ở dưới vườn. Xong rồi chở container ra đây luôn. Mà gặp thời tiết ở đây bà cô quá, thời tiết ở đây rất là lạnh. Trái cây thì nó phù hợp với lạnh. Nó màu nó rất là tươi luôn. Đó, chứ ở trong Sài Gòn á là hiện tại thời tiết nó nóng. Cái mình đem về cửa hàng cái là nó màu chín lắm. Màu nó không đẹp bằng. Dạ. Dạ dạ ngày mai là chẳng bằng nước tương giác thứ hai là có. Đây là các cô các chú các anh các chị tới đây cũng hỏi nước tương nước mắm rất là nhiều luôn. Đó mừng. Dạ dạ. Thì hôm nay thì coi như là tại vì đang chuẩn bị khai trương nên hàng ra chuẩn bị chưa có nhiều. Nên bữa sau thì mai thì sẽ ra một thêm hàng hóa thêm. Thì quý ông bà cô chú có thể tới ngay địa chỉ là 25 phố Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội để ủng hộ cho Khương Dừa. Dạ. Okay. Yeah. Okay. Bữa nay là các chị với các cô là được lên clip của Khương Dừa rồi á. Đây có hai bạn nãy giờ tới đợi rất là lâu. Nãy giờ Khương Dừa cùng cúng cho. Hai xong đó. Cảm ơn em. Hai đứa em làm bánh gì? Online online hả? Cái clip đấy thì có phải dặn gẹo quá vậy? Dạ. Chắc cũng phải dặn trước ông. À có khi gẹo thiệt ông. Thế á? Dạ. Ông đi lên chung một bài bạn. Dạ. Đây là mấy chị đi tới sáng luôn. Tới cũng rất là đông đây. Đây. Chị nhà hả? À. Chị nhà ở đây. Dạ. Dạ. Chị chủ nhà. À chị chủ nhà hả? Đây là chị. Đứng ở trước anh Chiến chờ hai anh chị qua. Dạ, chào anh. Thôi, chào. Ra vào. Dạ, cảm ơn anh chờ chị. Dạ dạ, em đây. Cảm ơn anh nhiều nha. Không? Dạ, có gì hỗ trợ thêm. Chú Khương không? Dạ. Ai không cảm thấy là bà con ở đây rất là thương Khương Dừa luôn á. Thương rất là nằm tình cảm rất là nhiều luôn. Đó. Đó. Đó đây là mấy cô mấy chú mấy chị anh chị đây là coi phim bánh mì bông màu nữa hôm qua nay Khương vừa đi dạ dạ Khương vừa đi là mọi người hỏi phim bánh mì bông màu dạ ở đây thì nó hơi mất tiện một xíu là do là đường một chiều dạ cái thứ hai là cái dạ 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 dạ
tâm. Nhưng mà tương lai sẽ mở một chi nhánh nữa nhá. Mở chi nhánh ở Hà Nội luôn hả chị? À, luôn. Em. Cầu Giấy, Cầu Dạ, Cầu Giấy, Cầu Diễn. Bên cầu. Đây qua Cầu Giấy khoảng bao lâu em? Cách khoảng 10 cây thôi. 10 cây hả? Em ở trên xa lắm mà là nó quanh quanh. Ở trên đấy cũng khách họ ăn nhiều lắm. Họ toàn ra chợ họ mua thôi nhưng mà không có cửa hàng Giấy riêng sạch và dân đấy dân cư đông. À, dạ. Cầu Giấy. Dạ thôi giờ tạm thời mới mở cái đầu tiên thôi. Quý bà cô chú chịu khó đi xa xíu hoặc là gọi qua hotline 0914 911 771 để Khương Dừa giao. Còn sắp tới thì Khương Dừa thí dụ có điều kiện Khương Dừa sẽ mở thêm ở những quận khác để cho bà con cô bác đi gần. Dạ tại đa số là thấy bà con cô bác đây là đều là cô chú cô chị rồi là phụ nữ không mà đi xe cộ cũng khó khăn. Nếu mình mở được những cái chỗ gần gần thì mọi người mua gần dễ hơn. Quanh nhà quanh quanh đấy hết dạ. Mà. À. Dạ. Chào anh. Đây nhận được một bó hoa. Không trả đấy. Dạ. Để xem hay xem trà sữa đấy. Dạ. Dạ trà sữa đây trà sữa con nhiều sữa nhiều ghê. Dạ. Dạ em cảm ơn. Đây là văn phòng Điền Quân Hà Nội chúc mừng khai trương. Để trong đi hàng. Rồi để trong đây anh cảm ơn. Cảm ơn. Dạ ở đây có văn phòng Điền Quân Hà Nội chị cô. Dạ. Đây để lên đây cho nó hoành tráng rồi. Hà đến trước rồi. Đó đẹp chưa? Đây cảm ơn mấy bạn trong phòng Hà Nội rất là nhiều. Sáng nay được hai lẵng hoa. Đó. Một cửa hàng sầu riêng bé nhỏ xíu à, có cũng không nhiều sầu riêng, chỉ có sầu riêng thôi, nước mắm hôm nay hết rồi, rồi xoài cũng hết nhưng mà được rất là nhiều cô chú anh chị tới ủng hộ. Cảm giác đó mình cảm giác mình bán buôn thì không biết được bao nhiêu mà cảm giác tình cảm dành cho mọi người dành cho mình rất là nhiều, mình rất là quý. Trong cuộc sống thì chỉ cần giờ Khương vừa nói là trong cuộc sống chỉ cần mọi người mà thương mình làm cái gì cũng được á, là mọi người cũng ủng hộ á. Đó. Và bây giờ Khương vừa sẽ lựa sầu riêng ra để Khương vừa. À em đi hả? Em cảm ơn ha. Rồi có ở đây có gì thèm sầu riêng tới ủng hộ anh nha. Cảm ơn hai bạn nhiều. Dạ cảm ơn em nhiều. Bây giờ Khương Dừa sẽ dạ chào chị. Chào chị, vô trong chị. Đây Khương Dừa sẽ lựa sầu riêng để khui. To quả bé. To quá to bé. Đây. Đỡ thêm trà sữa nữa. Fan trà sữa nhiều. Dạ chào anh. Fan trà sữa nhiều quê luôn. Dạ chào em. À, bé mấy tuổi dạ? Hết xoài rồi ngủ hả? Sáng ngủ rồi. Anh hết xoài rồi, hôm qua bán hết xoài luôn rồi. Vậy sớm mà hết xoài luôn. Dạ đây thấy không, bà con cô bác nhà vườn thấy không, ở đâu cũng vậy. Bà con cô bác anh chị mình cũng rất là thích ăn những cái loại trái cây sạch đó, cho nên mình phải làm trái cây sạch đó mình để mình bán cho mọi người, có nhu cầu rất là nhiều. Đây của chị ha, một trái này trái bự với trái nhỏ nữa không được xong không sao. Đây trái này chín. À chị lấy hai trái này luôn đi. Hai trái này ngon nè. Em muốn lấy khui ra luôn. Khui luôn ha. Nè cân cho chị Hoa ơi. Khui. Để anh lựa cho. À, cửa hàng hôm nay thì nhân viên hơi ít cho nên là Khương Dừa phải bù phụ mấy bạn luôn. Nhưng mà quan trọng là hình như đa số bà con cô bác tới đây mua sầu riêng là để ủng hộ Khương Dừa, cho nên là Khương Dừa phải là người lựa, người bán cho mọi người. Đây trái này chín rồi hả? Đây ai lựa lấy ra lấy hả? Đó bà con nông dân mình thấy không? Dạ. Mình thấy không, trái sầu riêng mình có giá trị không? Mình mà cắt đúng tuổi nó ngon là mình ra là khách hàng họ rất là thích và mình bán giá một cao một xíu cũng được. Mà phải sầu riêng phải ngon phải sạch người ta mới thích, chứ sầu riêng mà mình cắt sớm á, ví dụ giờ mình cắt sớm á thì mình bán nó cũng nó đỡ ta, nó làm cho cây mình nó thu hoạch nó nhanh thì mình chăm sóc, nhưng mà trái sầu riêng nó không ngon rồi từ từ cái sầu riêng mình nó
bị mất chất lượng, cái mình bán bị mất giá liền. Đây, trái này rất là ngon. Bây giờ Khương Dừa sẽ khui trái này để Khương Dừa mời mọi người. Anh lấy ăn liền hả? Em muốn lấy 2-3 hôm nữa. 2-3 hôm hả? Để em lựa cho. Trái này là quả khoảng 1 cân rưỡi. À, cần cân rưỡi hả? Để coi ngon không? Trái này có ngon không? Mà lấy em lấy vàng. Trái này cũng được. Mới sáng nay cày 2 clip của anh. Vậy hả? Mới coi 2 clip em luôn hả? Trái này cũng được. Anh lấy trái này hả? Mới lấy trái này không? Trái này tròn đều. Bao giờ ăn được? Quả này bao giờ ăn được? Cái này khoảng 2 ngày ạ. À. Cảm giác như để khoan để em coi coi trái nào ngon hơn không. Cảm giác trái đó nó không có. Trái này nó ngon hơn. Anh lấy trái này đi. Hả? Một bé thôi, một người đấy. Một người hả? Nhưng mà trái này nó ngang ngang trái này nè, trái này nó sẽ ngon hơn nè. Dạ vâng. Lấy trái này đi. À. Trái này nó ngon hơn. Nó cũng vậy. Cái này ký 8. Cái này chắc chừng 2 kg hả? 2 kg à. Lấy này nè. Dạ vâng. À. Cái đó chín á. Em lấy trái nhỏ hả? Vâng. Em lấy trái nhỏ, trái này ngon nè. Không phải đấy nữa. Trái đó ngon đó. Hết xoài á, à, để bữa khác anh lấy xoài ra anh bán. À, bữa sau có xoài à? Chiều ăn mới ngon. Chiều mới ngon. Quả này, này ngon nè. Hả? Em anh gọi cho em quả này đi anh Phương. Anh Phương gọi. Em lấy quả này hả? Quả này. Quả này chín rồi. Quả này chín rồi. Em lấy cái này hả? Em lấy cái này. Nè, lấy cho chị cái này nha. Cái này chín rồi nè. Đó, bây giờ là nó trở lại cái lúc mà nhộn nhịp giống ở trong cửa hàng sầu riêng ở dưới ở trong thành phố Hồ Chí Minh đó. Lúc đó Khương vừa bán mới bán á, rất là lộn nhộn nhịp. Nhờ hy vọng là bà con cô bác cũng sẽ ủng hộ Khương vừa về lâu về dài ha. Dạ. Trái này cũng ngon đó. Thấy không, bà con cô bác nhà vừa mình thấy không, quý bà cô chú mình rất là thích ăn sầu riêng. Chỉ cần mình dạ, chào cô, chào chị. Dạ. Ờ nè, thấy không? Nè, trái sầu riêng nó còn con sâu luôn nè, còn con sâu ở trong vườn nó còn sống luôn nè, thấy không? Cô. Đó, sầu riêng mình cắt ở dưới vườn của mình trả ra đó. Mình để nguyên nên con sâu nó còn sống nè. Mà nó ăn cái vỏ nè. Ừ, dạ chính rồi. À, có mấy con sâu luôn nè. Anh đang lựa cho mọi người bán, cho mấy bạn bán. Phải biết cách lựa. Mấy trái này mai mới ăn được. Hôm nay là bà con cô bác hỏi sầu riêng, hỏi xoài với lại nước tương, nước mắm rất là nhiều. Khương vừa xin lỗi nha. Dạ. Hôm qua lấy ra nhiều cái, hôm qua chưa khai trương mà bán chạy thử, dạ cho mấy bạn quen á, xong cuối cùng bán hết trơn rồi. Mấy trái này rất là ngon, mấy trái này là mai khui là ngon luôn. Có điện thoại anh dưới không? Còn dưới phải không? À dạ, anh nay cửa hàng sầu riêng của Khương Dừa có cái voucher, dạ là quý ông bà cô chú anh chị mà dạ mua hàng ngày hôm nay sẽ được tặng voucher 50.000 ở trong cái lần mua tiếp theo. Dạ, nên quý ông bà cô chú tranh thủ hôm nay tới mua ha. Dạ dạ, vỗ nè, con vỗ xong nè đó. Dạ dạ, con ở ngoài là con ốm hơn, sau lưng hình là mập hơn biết.
Tình hình mập hơn, già hơn. Cô bảo như này nhá. Dạ. Cô thấy hình cờ cho nên là cô cũng không có nhiều tiền. Dạ. Cô chỉ có 1 triệu, cô đóng góp cho cô để Tết này cô đi vào cái vùng. À, tặng quà. Dạ. Rồi, cô tới cô giao tiền cho, gửi tiền cho Khương Dừa tặng quà luôn. Dạ. Bao nhiêu cũng quý cô ơi. Một chút tâm dạ. Của cô thôi. Cô nghỉ hưu rồi hả? Cô nghỉ hưu rồi. Cảm ơn. Dạ. Dạ cô nghỉ hưu này, cô có thể đi xe buýt nè, cô đi xe buýt tới cô tới mua sầu riêng mà cô gửi tiền cho Khương Dừa để Khương Dừa Tết nhất có Khương Dừa cái đi tặng quà. Dạ. Dạ chắc chắn là Tết con sẽ đi, dạ con sẽ đi. Dạ. Cô gửi luôn hả con? Dạ, trời ơi. Dạ, thôi nhiêu đeo nhiêu cũng quý. Dạ, của Út lần nhiều. Dạ, dạ cảm ơn câu rất là nhiều. Cô hai cô. Xem trà sữa xong mình học đẻ giỏi thế nhỉ. Thế dĩ thì giống mẹ nên. Dạ. Xem cái mỏ của cô đó. Mỏ nó nhiều quá. Mỏ nó dẻo quá. Ừ, đấy. Dạ. Dạ để con chọn cho. Nhưng mà con vừa chín tới. Vừa chín tới dạ, con biết rồi. Nhung ghi anh tiền ủng hộ từ thiện để từ viện từ thiện. Dạ. 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 Nè, cái nguyên nó còn mới, còn con sâu luôn nè, nó dương nó bò luôn nè. Biết được xem mãi dạ. Xem mãi lên chị ơi. Cô khi nào cô ăn? Cô cũng thế thôi, ăn chín tới. Này chín tới nè. Khoan để con chắc chắn nè. Này chín này, này vừa chín tới, cô cũng vừa chín tới luôn. Hai trái này cho cô nè, Nhung. Dạ. Hai cô một trái. Ở đằng đây là dạ. À, dạ chào anh. Ở đằng đây là mấy bé nó đang khui. À. Sao có kiếm một trái nào chín khui để mời cô chú anh chị đây đi. Đây. Tới cửa hàng sầu riêng Khương Dừa thì phải phải ăn thử sầu riêng chưa? Dạ. Để Khương Dừa lấy một cái bịch cho anh một cái bao tay. Ở đây là mấy bạn giống như chị đây nè, đó. Chưa biết khu sầu riêng cũng không biết ăn sầu riêng luôn mà giờ là khu sầu riêng. Đó mình cắt ra mình mời nhiều cô chú không thích ăn nhiều sáng với sáng sớm nhiều người chưa ăn sáng ăn sầu riêng nhiều là xỉn luôn. Đây mời tất cả nha. Chị dùng một miếng. Dạ. Cô dùng một miếng luôn. Chị dùng cho chị dùng một miếng. Đây em gái. Dùng một miếng. À. À, cho anh cái khăn mấy khăn giấy này. Em trai dùng miếng. Dạ anh chị anh một miếng ăn miếng anh miếng cho vui. Dạ. Con trai. Dạ cảm ơn con trai nha. Chúc mừng cả chú Dừa. Dạ anh dùng một miếng. Đây cô dùng một miếng dội với tụi con lấy miếng bự con. Dạ đây cô dùng một miếng con. Đây là nó vừa chín tới. Dạ. Dạ cái này vừa chín tới để con lựa thêm để con đây hộp này ngon quá, hộp sầu riêng này quá ngon luôn, quá ngon tưởng luôn cho ấy mời luôn để anh kiếm con. Trái này của ai vậy? À của khách thôi. Để anh kiếm một khu một trái chín để anh mời mọi người. Ơi lộn cái bao tay này rách tay à. Đây cho bao tay. Phương trời xa xứ lạ. Ngon mà anh được không? Chụp hình nó con. Ngon ha. Chụp hình nó con. Trời ơi sau nó bắn. Dạ cảm ơn con trai. Cảm ơn con rất là nhiều đã đến ủng hộ chú Khương Dừa. Đây. To hả cô? Dạ. Để con lựa. Cái này bự.
thấy thương cô không? Tại cô ăn ít chứ không phải là cô hà tiện, tại vì cô cho cô đưa tiền cô vừa làm từ thiện mà. Dạ dạ mấy bé bé vẫn ngon lắm. Dạ dạ để con lựa. Dạ. Có mình con ăn ạ. À. Dạ. Dạ hết rồi, con mai con mới chuyển ra nữa. Chưa chín. Mai hả cô? Mai cô ăn hả? Dạ, cô bỏ được không? Này chắc chừng hai ký trở lại à. Một ông bụt bằng kia một phần. Dạ đợi, cảm ơn cô. Dạ dạ. Bao nhiêu người cả ủng hộ, bao nhiêu người quý cháu quá. Dạ. Một ông bụt đi. Dạ. Cô đi xa lắm. Cô dạ. Không có, cô mơ cô xem cái kênh cô thấy cháu ở đây. Dạ. Ước mơ là vào Sài Gòn, cô đến cửa hàng chắc một lần ý. Dạ. Chắc vô được không vào Sài Gòn. Dạ. Cho cô ôm cháu một lần. Dạ. Người... cô thương mình ghê. Ôi, đêm nằm xem kênh của cháu khóc nhiều lắm cháu ạ. Dạ. Chứ rất nhiều người quá. Dạ. Bọn cô bảo một ông bụt bằng tiên một thật đi. Dạ rồi. Dạ. Ông bụt thật đến này chứ dạ, biết bao nhiêu cảnh thương quá. Dạ cảm ơn cô. Cho cô ôm cháu như một người dạ, con nhé. Dạ, con dạ, con dạ, cô cũng dạ, cũng hơn cháu có 2 tuổi thôi. Dạ. Con cô cũng là trong chương cháu cái này. Này. Bé Trang. Cháu ơi cháu thế còn. Có được không? Dạ được. Cháu ơi cháu. Thế còn hai cái bàn mà làm con nuôi thì bây giờ như nào? Dạ. Hai cái cháu Phát, cháu Lộc. Phước với Lộc. Phước Lộc bữa con ghé thăm Tây Ninh, bữa nay tụi nó làm công việc rồi nó trắng trẻo đẹp dễ thương lắm. Xem chương trình cháu ủng hộ cái nhà mà có hai gì cháu chết ấy. Dạ. Đưa 90 triệu cho người ta. Dạ. Tốt quá. Dạ, thì đó cũng tiền của bà con cô bác gửi. Nhưng cho con đi con đưa cô, cho mọi người. Còn cô dân ở nội nghèo có tấm lòng thôi. Dạ. Chỉ có tấm lòng cầu trời Phật cho cháu có một sức khỏe. Dạ. Ê ơi bố mẹ cháu sinh người con. Dạ không có gì đâu cô. Trong dạ con có điều kiện thì con nhìn trên cô nhiều lắm. Dạ. Cô cuộc sống cô đến lúc mà cảm tưởng cô trong 4 tháng rưỡi cô 14 con số trên đầu. Dạ. Nên cô buồn lắm, cô tự kỷ thì cô làm cô xem chương trình của cháu ấy. Dạ. Từ đấy cô biết không rửa rồi cô ước mơ một lần vào Sài Gòn thôi. Dạ. Một lần vất chân Sài Gòn để ăn vào quán rửa con của mẹ. Sao mẹ? Thế là con cô trong giới thời trang là cô nói chuyện sao? Dạ. Ôi mơ quá. Cô thương mình ghê luôn. Tại vì cô lần cháu ra đây cho ăn bún, cho ăn ốc ở cái quán này. Dạ, ăn ốc gần đây. Rồi cô đi, cô bảo em giữ ước gì là gặp cháu không mà xem chương trình đúng không? Dạ. Cô bảo cô nhân hôm nay kỳ lao, cô phải ra lấy cháu. Dạ. Dạ. Con cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn bố mẹ cháu nhé. Dạ. Cảm ơn trời đất đã sinh ra một người con cho cháu. Ôi, chúng ta mình đời thương lắm. Dạ. Khóc nhiều lắm ấy. Dạ, cảm ơn cô. Khóc nhiều lắm ấy. Dạ. Thì cũng có nhờ những khán giả như cô chú đây mà thương Phương Dừa nè. Nè cô ra mua một quả quả. Mình mới có cái dạ dạ. Một quả dự quả về có thương. Dạ. Đẹp nhá. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ. Mình mới có cái động lực, có cái niềm vui để mình đi chứ thôi. Dạ. Dạ dạ dạ. Trời ơi sao có một ông bụng trên này. Cô thương mình ghê luôn. Dạ cô. Cô chưa có luôn phải không cô? Nãy giờ lừa chưa lựa cô luôn. Dạ dạ. Dạ dạ. Để con lựa cho cô trái nó vừa ăn. Này nó bự quá. Cô thương mình ghê luôn, mình thích. Sầu riêng của anh Phương ăn ngon đấy, chất lượng hả? Dạ, cảm ơn anh. Đúng không anh? Ngon mà. Dạ. Mít nhiều hơn. Dạ. Mít hả cô? Dạ dạ, dì Tám con hả? Ừ. Cô lấy cái này ha. Dạ, trái này nó ngon nè. Muối nó đều, dạ rồi. Chụp cô. Chụp hình nữa con. Cho quả mới. Dạ. Cô một đấm kỷ niệm đấy. Trời ơi, thế là ước mơ cô thành được. Chắc không bao giờ được vào Sài Gòn mà. Dạ. Bao giờ ước mơ là vào quê gặp ngoại cháu, nội cháu, bố mẹ cháu này. Dạ. Ba. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Giờ con lựa cho cô ha. Cho cô một quả đẹp. Dạ. Bao giờ được ăn mít nữa nhỉ?
Dạ mít rất ngon lắm nha. Để sắp tới tụi con chuyển mít ra đây. Dạ. Dạ, một quả bé bé hả chị? À, dạ. Cái này nó cũng ngon nha mình. Cô ăn liền không cô? Cô ăn liền. Hả? Dạ về thắp hương rồi cô ăn sao ha. Vậy cô lấy cái quả này ha. Dạ, này cho nó muối nó ngon. Dạ bữa nay xoài hết luôn rồi cô. Dạ. Lựa cho cô này, cô này Nhung. Mà cô bá thương mình rất là nhiều luôn. Thương như cha mẹ mình. Bởi vì ở nhà sống chị lấy cái này ha. Cái này dùng khoảng mai ăn thì ngon hơn. Mai ăn ngon hơn chị. Chọn ăn hai quả. Hai quả ha. Dạ. Chị qua đây chị. Dạ. Chín tới ha. Chị qua đây, với các bé con qua. À chụp hình hả? Dạ. Ông xã chị hả? Bị ông xã bảo suốt ngày xem Phương Dừa mấy anh điên. Bỏ khẩu trang ra. À, cô có coi chú Tấm Sang, Tấm Sang nữa. Dạ. Hằng ngày cô sống ở hai cái hình ảnh của chó và Tấm Sang. Dạ rồi. Dạ rồi em đây lượm. Mai mới gặp anh Phương Thừa ở ngoài đời đấy. Dạ. Bắt đi mua rồi. Bắt anh đi mua hả? Bà xã anh bắt đi mua hả? Cái này ngon nè mà chiều khui nó ngon hơn nha anh. Con khui luôn để vào. Anh khui liền luôn hả? Vậy để em lửa chín chứ. Nhà không biết khui ha. Dạ mai. Mai là anh về rồi đúng không? Mai anh về lại Sài Gòn, vô lại Sài Gòn. Về và tranh thủ cho đây gặp anh đấy. Đặt từ Cầu Giấy lên đây. Trời ơi. Dưới Cầu Giấy lên đây. Trời rất là lạnh nhưng mà mình cảm thấy rất là ấm áp. Thiệt luôn á. Cái này ngon nhưng mà mai nó ngon hơn. Ồ đồ mai thì ở cái này nó cũng hết mà. Dạ để em kiếm lên để em lựa cho. Để em lựa cho. Dạ dạ. Anh lấy khui liền chứ về nhà khui cực. Đây. Còn nhỏ nhỏ cũng được, quan trọng là xin đấy. Dạ dạ. Đây. Được. Cái này chín ngon nè. Ôi nó cho vào đấy rồi. Một trái đâu ok hả? Một trái hả? Rồi to rồi. Một xe container nước mắm với cả nước tương ra đây. Dạ rồi. Đang chuyển ngay liền. Bà con đang gọi tên anh Coleman. Anh Coleman phải chuyển nước mắm với nước tương ra đây để bán cho bà con cô bác. À. Dạ. Dạ. Con cò. Dạ. 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 Trời ơi, cô coi kỹ lắm luôn á bà con cô bác. Cô thương dừa lắm. Trang LTV. Rồi. Dạ. Tại cuối năm con công việc nhiều á, mốt ra nữa. Dạ. Con cố làm dựng báo chí nhưng bảo bao giờ Sài Gòn cho mẹ nào. Mẹ cũng không rửa. Này chưa chín lắm. Ủa còn ai nữa ta? Còn ai nữa không? Thôi em chẳng phải nhà em đi về nhá. Dạ rồi cảm ơn em nha. Một thì nó chín tại cháu. Dạ. Nó là một chín. Dạ dạ bập đã chín. Em đi nhìn cháu mơ chứ không phải cháu phải đợi nhá. Trời ơi. Cô có thương mình ghê. Em gửi cái quà đấy đặc sản của Hà Nội đấy. À anh cảm ơn em. Dạ. Rồi trái này chín nữa nè. Trái này chín nè, có ai nữa chưa Nhung? Trái này chín. Trái này khui liền.
cân luôn cho đi. Dạ. Để Khương Dừa kiếm một trái Khương Dừa khui để Khương Dừa mời mọi người đi. Nãy giờ bán không à? Mấy cái này sao nhỉ? Hả? Đây nó nghi nghi chín. Mấy này muốn chín rồi mà nó chưa chín lắm. Ăn liền không được. Nước quá. Rồi, có một cô mấy cô có thương mình quá trời. Này chắc nó chín rồi nè. Để mình khui trái này ra thử coi. Sao còn cứng quá, cái vỏ nó cứng như là. Mai nó chín ngon hơn. Anh có chưa? Chưa, loại cho anh ba trái to to mà. Ăn liền luôn hả? Mai người kia. Mai với người kia ha. Mai ha. Trời ơi, nãy giờ chưa có anh trả lửa cho anh. To nhé. Dạ, trái to đó. Anh có tặng ai không? Không có. Rồi, hai trái. Rồi, trái đông bao khác trái luôn. Trái này hả? Ờ. Trái này mai chín nè. À? À, lấy luôn hai ba trái này ha. Trái này nó chín trước hai trái này à? Trái này nó chín trước. Nó rụng cuốn rồi. Này. Bánh ngân. Cái này có ba trái của anh. Đây. Anh tận Hải Phòng lên đấy. Ôi, anh đi công tác hả? Đâu, sáng nay ở Hải Phòng lên xong bắt đầu mua. Lên để mua ấy. Trời ơi, bữa nào em về em phải không mới mở ra. Biết em ra thì sáng dạ. Khai hôm nay khai trương lên dạ. Mua. Bữa nào ra chắc ra Hải Phòng mở cửa hàng quá. Em Hải Phòng bữa đi mua lên đi. Dạ. Xin quả ăn luôn á. Dạ, một quả luôn, ăn liền luôn á chị. Ăn liền hay sao chị? Ăn liền hay sao chị? Dạ. Để em. Giờ. Dạ giờ chưa có măng mít. Măng sầu riêng ra trước. Rồi cô cũng quay cái thương. Thế chị thích mít hả? Mít người này sợ là hóa chất luôn. À, à. Để chắc bữa nào em mang mít ra. Dạ, chào cô. Mít mà bữa em ghé chỗ ngon lắm. Chào cô người nha. Dạ, chào cô. Dạ, trước giờ chị ăn người này nhưng mà sợ là hóa chất hay ăn ba tê. Dạ. Ăn xong rồi. À, ba tê. Nè Phương, coi cái này, cho cái này cho chị đây. Nè, cho cái này cho chị nha. Anh thấy nó chín rồi, người gõ lại coi, chị đây. Ôi, ngon quá ha. Ngon. Ngon. Em trái tầm 2-3 kg đi, mai ngày kia em ăn được. Ngày kia em ăn cũng được ha. Em lấy trái này đi ha. Trái nào cũng được. Ờ, trái này ngon. Mà khui được không? Dạ. Em khui được không? Thôi nhìn cách anh trên YouTube là về tự không khui được. Cứ thử ha. Cứ cắt hai đầu đi. Dạ, cắt hai đầu vào khuôn dạ. Dạ. Này của em trai. Cái này của em trai. Chú thôi con sẽ bớt cho chú con lấy cho chú 400. 500 bao nhiêu? Cho em xin kiểu ảnh với anh nhá. Ừ. Anh ơi em xin nhận rồi. 500. Gặp thần tượng này là quý hóa lắm nhỉ. 2 3. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn. Rồi. À 8 giờ khai trương đúng không anh? 8 giờ anh khai trương rồi xong rồi anh cúng rồi. Hôm qua là thấy trên YouTube khách cái nhiều. Là định sang cũng qua. À. Nhưng mà bận anh nhập, anh trước giờ anh cứ nghĩ là thường thường anh là người miền Tây thế chứ mình làm nội dung chắc nghĩ là bà con ở trong miền Tây coi. Đúng. Ở đây sẽ ít bà con theo dõi anh nhiều. À chứ ngoài đây là bà con ngoài Hà Nội với lại mấy cái tỉnh ở phía Bắc coi Khương Dừa cũng rất là nhiều. Khương Dừa cảm ơn rất là nhiều luôn. Anh Columa này anh Columa nhiều lắm. Dạ, cảm ơn em. Khương Dừa con. Trang là TV rồi Trang TV phương trời xa xứ lạ. Xứ lạ rồi Ngân rồi.
Rồi ngân chương tức. Ồ vậy tính ra là Khương Biêu một cái nhánh đó là rất là rất là hiệu quả. Đây các cô chú anh chị coi nội dung. Đó, Phương Trại Sơn Lạ vừa qua nay quay cái clip đó. Hơn 4 cân vừa được 4 muối. Dạ đó. À hơn mà. Ủa dạ. Cái mấy bạn bơm bớt tiền lại anh cân anh cân lấy muối đi, cân thịt đi, lấy thịt đi. Thôi. Dạ. Phương cái của anh cân lấy thịt đi Phương. Của anh nè. À bớt rồi ha. Để anh đi xa đó. Đây Phương vừa sẽ khui thử trái này nha. Ồ mấy chưa chín nữa. Có mấy trái nào nó có mấy trái nào nó bự quá mà nó xương nhiều thì tụi em phải bán thịt á, chứ xương nhiều quá thì sao ăn. Mình mua thì mua trái nhưng mà trái nào ấy mình mới bán linh động. Đây Khương Dừa, để Khương Dừa khui ra, Khương Dừa mời mọi người nha. Đây để Khương khui trái này, Khương vừa khui trái này nha. Còn ai nữa không ta? Đây nó quay đi nè Phan Trang, quay đi đi. Đây dạ. Đây. Bé Hoa từ cửa hàng ngoài ở trong thành phố ra đây. Ngon quá. À, bữa nay là có đông lạnh nên là mấy bạn em giới thiệu đông lạnh chưa? Ở đây bữa trước là quý ông bà cô chú nói là thích ăn sầu riêng đông lạnh ngoài đây. Khương vừa đem ra. Khương vừa đem ra. Dạ đây. Này mới mà mọi thứ nó còn hơi bề bộn quý mọi chút. Dạ. À chè. Dạ hôm qua có một khán giả tới cho. Tầm ngày kia. Ok. Chào anh nhá. Dạ, giờ chào em nha. Dạ đây. Đây là sầu riêng đông lạnh. V6. Đây. Muối đông lạnh nó ngon lắm. Cái đó chưa. Này. Mình lấy mình thôi, mình dùng thử. Tụi em phải lấy cái này ra thử nè. Tại nhiều người không biết. Để hơn nó mềm. Nè. Anh lấy làm cái kia đi. Cái này em ơi. Hộp này đi ha. Anh lấy cái hộp nhỏ, cái muối nhỏ mấy cô để cho anh. Để hộp bị ở trong nha. Dạ đây. Để hơi ngon. Để hồi nó bớt lạnh. Là mình lấy ra mình ăn. Khương Dừa vẫn đang khui để Khương Dừa mời mọi người. Chưa xong. Cái này nó vừa chín tới.
chưa chín luôn. Chưa chín rồi. À. Muối này chín nè. Bình thường. Chưa chín để thêm nha. Hử? Khô luôn. Khô luôn. Anh Thái ăn mấy này nè. Nào chín thì mình mời bà con, bà cô chú nào không chín anh ăn. Ở đây quý mời cô chú coi trà sữa rất là nhiều. Trà sữa Thế Vĩnh ai da. Ù da. Cẩn thiệt. Ờ găng tay đâu giấu hết nè. Xui quá. Găng tay nhóc chân à. Đang đổ máu. À, hôm nay thì xe sầu riêng với lại xoài với nước mắm mới ra, ngày mai chắc tới có chở theo cái máy khu sầu riêng. Có cái máy nó tiện không? Cái máy dao này nhỏ quá. Cầm dao luôn. Cố lên. Ngon ghê không? Đó. Bỏ pha không? Để mình lấy mình mời mọi người. Đây, còn hộp. Đây. Đây. Lấy cái này ra để khui vừa mời mọi người thôi, còn mấy đứa em thì khui bán. Mọi người đi đường xá xa xôi tới đây phải thử một miếng sầu riêng. Tới luôn. Ừ. Dạ, dạ cô về. Dạ dạ cảm ơn cô. Dạ dạ cô. Dạ con cảm ơn cô. Nay mình sáng mình ăn sáng rồi, sáng giờ mình chưa ăn sầu riêng. Mình phải ăn một miếng sầu riêng. Cái này là bàn tay của mình thôi. Bàn tay. Cái... Cái ngủ bao tay. Biết ngay những cái gì chị? Dạ. Để em cắt cho mời mọi người nè. Dạ, em cảm ơn. Này vừa chín tới luôn, ngon quá. Em chắc thôi em cũng thấy thèm nữa. Ừ. Nhưng mà cái dao nó hơi nó lột nó cắt nó xấu. Cái này nó vừa chín tới luôn. Mọi người tới kiếm xoài mà hết xoài rồi. Nhiều sáng hôm qua sáng giờ không có xài với nước mắm nhiều. Ngon quá. Đây. Chị dùng một miếng. Vì dùng miếng chị nè nè. Vâng, xin cảm ơn. Ngày nó vừa chín. Vâng. Con bé thấy sầu riêng nó sợ. Con trai ăn miếng không? Nè, ăn miếng không? Con thử nè. Miếng này mềm ngon nè. Ngon. Ông thấy sầu riêng cũng chạy. Anh dùng miếng anh. Để anh em muốn miếng nè, miếng này ngon nè, miếng này ngon. Miếng nó chín. Một khúc dừa ăn nhiều sầu riêng thế. Dạ. Ăn miếng nữa đi nè, nè. Vâng em xin. Còn ai nữa không? Con ăn miếng nữa đi. Nè. Đây cô chú luôn. Anh ăn miếng nữa.
để mấy cô chú tới. Cô đi về, mấy cô đi về đây. Đây để mời. Để đây mời mọi người, đẩy nắp lại mời mọi người. Dạ, chào anh. Dùng miếng dạ. Hết rồi, nè anh dùng miếng sầu riêng hết rồi. À, sầu riêng kia. Nè nè, anh dùng miếng sầu riêng, dùng miếng này đi. Dùng một miếng vô. Dạ. Cái này nóng với vừa chín. Dạ chào anh. Ủa sao anh không vô trong đứng? Hả? Sao không vô trong đứng? Ủa rồi, đợi xe đi. Xe hả anh? Ừ. Giờ anh về Hải Phòng luôn sao? Ờ, đâu anh về gần đây thôi. Dạ. Trời ơi, mới sáng rồi khu nó chảy máu rồi. Ủa, anh chị Chiến Thu hả? Đây là mấy mấy... Chủ nhà hả? À, anh chị chủ nhà. Đây mời mọi người ăn, dùng thử. Anh dùng thêm không? Thôi. Là anh dùng một miếng thử. Miếng này chín, miếng này chín ngon. Cái này cái đó nó hơi không chín lắm, cái đó chưa chín lắm, miếng này chín nè. Dạ rồi, đây nè, tôi dùng miếng này chín ngon. Đây lấy miếng bự luôn, lấy miếng bự luôn. Dạ dạ rồi, tim của Khương còn dạ. Xem YouTube à. Dạ là nấm bi nè, còn coi hết luôn. Dương và Ngân. Dạ ngon biên tập. Này, dính mặt con à. Ngon lắm. Dạ ngon. Cái này nó vừa chín tới á, nếu mà ăn mềm nữa thì nó tùy theo mọi người. Dạ. Giấy. Dạ đây, đây. Giấy đây. Dạ đây. Dạ giấy đây. Đây, khách cũng đang tới để mua ủng hộ con dừa đây quý mọi cô chú. Chín không kịp. Bây giờ mình lựa mà chín không kịp để mình bán. Cái này đậy nắp lại mà đi để mình mời các cô chú tới. Nhiều khi tới, nhiều khi mọi người. Trái nhưng mà dạ chú. Cái hôm mình để mai mình ăn đấy. Mai mới ăn hả chú? Ừ, mai dạ. Dạ dạ. Dạ. Chín ngon ha, cái này nãy chú ăn là mới vừa chín tới á. Đấy cái quả ngon lắm. Dạ. Con lấy cho chú mai ăn ha. Ừ. Đây, trái này đi mai đi. Mà này ngon. Rồi. Em xem nha, quả này quả chín chưa? Thôi, lấy trái bự vậy. Trái này anh lấy hả? Trái này chín nhưng mà chưa chín nhiều. Chín đều, khi nào anh khui được? Mai khui hả? Mai khui. Trái này mai khui được. Ừ. Rồi. Con cho anh quả này. Dạ dạ. Lứa này. Đây. Chú lấy một khay đậu lạnh nữa. Đây nè. Không, cái này mai khui, này khui liền được. Cái này của anh cũng mai khui luôn. Của anh đây nè, của anh đây mai khui luôn. Dạ, chào cô. Dạ, dạ, dạ để con lấy sầu riêng cho mọi người. Ngọt lắm. Dạ, ngọt. Xíu đi, xíu đi. Ngồi trong nhà từ từ đi. Ủa trái này của ai ta? Ủa trái này ngon nè. Cô lấy trái này ha. Thôi chị dính ngay cổ xinh ghê á. Chưa. Nhưng mà mai ăn. Ờ. Trái này mai ăn hả? Ừ, xong mai để chú. Cô lấy cô. Chú lấy trái này mai ăn ha. Mai ăn gì? Dạ, cái này mai ăn ngon nè. Lấy cho chú một khay này. Cái này mai luôn. Dạ. Cái này của anh nè. Cái này không của ai. Cái này của anh. Rồi. Cái này mai nha chú, rồi lấy một khay đông lạnh cho chú. Dạ. Dạ dạ. Lấy cô hai trái khác hả? Không, à, hai trái này ok. Dạ. Chú kiểu đâu. Cháu chú kiểu cháu đang hâm mộ chú lắm. Cảm ơn con gái. Dạ rồi. Cảm ơn con gái nha. Lấy một khay đông lạnh cho chú Trang. Ô Phương lấy một khay đông lạnh cho chú. Được rồi, bởi vì em làm bánh nữa mà. Dạ. 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 Cho chú đi, thì nó 180.000 ký. Nó còn bóc bỏ cái hộp xong rồi mình định chỉ xay ra làm bánh là được. Ừ, nó phải làm bánh chứ không phải ăn nha chú. Dạ dạ. Đây nãy giờ có ai ăn sầu riêng cho cô ăn chưa?
cô ăn miếng, cô ăn miếng này nè, miếng này dạ dạ, cô ăn miếng đi, dạ đây đây, dạ con cảm ơn cô, dạ cô ăn miếng đi, sao dạ, cô ăn một miếng bé, dạ ờ miếng bé một xíu luôn, cảm ơn cháu, cô hướng mộ cháu lắm, dạ dạ, cảm ơn cháu, nhờ Colomen cô biết cháu, dạ Colomen cháu là nhờ Điền Quân thì cô biết Colomen, dạ cảm ơn cháu, cháu rất là cháu kém con gái cũng 1 tuổi nhưng cô hướng mộ cháu lắm, hôm nay cô ốm nhưng vẫn ra, dạ thật cảm ơn cô. Chào sữa. Dạ. Ông bà ngoại, ông bà nội. Dạ, có hiểu. Trang TV này, Phương Gia Chính Đại. Bà biên tập Nguyễn Thị Nhân này. Trời, đa số các mấy cô chú này tới. Nhất là đi thiện nguyện. Dạ. Biết vậy là bữa Khương vừa kêu mấy đứa em đi ra đi khai trương luôn rồi để mấy cô chú. Dạ. Dạ. Chú ăn miếng chú. Chú ăn được. Dạ. Con mắm à? Dạ hết nước mắm rồi, bữa nay con hết. Bữa nay con hết nước mắm rồi. Dạ hết luôn rồi. Dạ mai mới ra. Dạ hành phi của một bà cô bán giùm bà. Dạ dạ. Ủa này của ai ta? Nãy giờ lửa của ai ta? Lửa cô hả? Chín hay sao con? Khui luôn hay sao con? Khui luôn hay làm mà? Dạ. Dạ. Dạ 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 cảm ơn cô. Còn trái nào chín không Phương ơi? Tới đây có ship đi Hải Phòng không? Dạ có. À rồi. Dạ. Anh để thông tin lại. Ừ. Không anh để bé nó ghi thông tin lại đi. Có gì hoặc là anh gọi hotline nhiều khi nó bận. Ủa, ở đây ở phòng bao nhiêu ký mấy anh? Hả? Đây ở phòng 100 km không? 100 ký. Dạ, 100 km. Nó gửi xe ha anh? Nó gửi xe lên bến xe hả? Ừ, lên bến xe gửi. Dạ. Nhưng mà bến xe ấy thì phải cố thùng xốp. Dạ. Bởi vì ở ngoài này nhiều người đó cũng chịu. Không chịu được mà sầu riêng. Vì đóng thùng xốp xong bọc kín vào, dạ. Xong là gửi xe chuyển về. Dạ. Em chưa đi Hải Phòng bao giờ? Em chưa đi. Dạ nước mắm là mai dạ mốt cho thứ hai dạ cảm ơn chú. Hôm nào đi xuống dưới. Dạ. Em chưa đi Hải Phòng. Đây. Dạ đây là con đại sát này để nó gấp của bà cô nãy. Anh tham anh thấy quả to. Em thấy quả to. Đâu rồi của bà cô nãy rồi. Đây của cô. Của cô. Cái này khui liền cho cô. Cái này của cô nha chị. Cái này của cô đây. Khui cho cô luôn. Rồi hai em gái ăn cái gì nè? Bé bé thôi. Chín liền khui luôn hả? Vâng, ăn luôn ạ. Ăn luôn ha. Hai đứa em đi làm hả? Nghe bợp bợp em gõ mình không chính nghe cọc 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 à nè giống như mềm mềm vậy nghe không nè nó cọc cọc cái này bợp bợp á nhưng này chưa chín lắm để lửa từ từ sáng giờ lửa quá trời luôn. Chín chưa cho những quả này ăn được. Anh ăn liền hả? Hả là khi nào anh ăn? Ừ, ăn liền nếu mà ăn được liền mà. Dạ. Còn không thì để cũng được. Cái này phải để, cái này nó chưa chín liền. Chưa chín à? Dạ. Chưa có nhiều quả chín. Dạ. Sáng giờ chín rồi cái nhiêu không đủ. Trái này chín nè. Nhìn nó hơi nhỏ. Được không? Đấy anh khui luôn cho. Nó nhỏ xíu à. Đấy, cô chú. To ăn liền. Còn quá to ăn liền không mấy đứa? Chắc còn. Lửa tùm lum tùm la chứ không biết cái nào. Của cô có rồi phải không? Dạ. Dạ cô. Mới vừa chín không à? Chị đợi em xíu nha. Để em lựa.
chú đợi con xíu nha. Nhà nó lụng cuốn à. Xin nào chú ăn. Chú ăn liền đúng không sao? Ăn mai. Ăn liền hay hoặc là để một hai ngày. Cái này mai ngon hơn. Mai ngon hơn à? Dạ, mai chú không ngon hơn ha. Chú lấy cái này ha. Cái này là ngon nè. Mai chú khua tách đây là ra. Dễ lắm. Nè, cho chú trái này và dặn mai ăn. Nãy chị gái đâu rồi? Chị lấy trái này ha. Trái này ăn liền, khua liền luôn ha. Dạ rồi. Cô ơi lấy sầu riêng mời mấy cô chú rồi mấy đứa ơi. Dạ. Ly 6 là phân biệt tháo với Thái này. Ly 6 cái vỏ nó xanh. Dạ. Cái ruột nó vàng khè. Còn Thái Lan thì nó màu xám xám. Dạ. Cái vỏ nó xám xám mà cái ruột nó trắng hơn. Cái ruột của Ly 6 là nó vàng nghệ luôn. Biết bên đầu là cái. Dạ dạ. Dạ cái này nó xanh lè. Dạ. Con kia nó xám xám giống cái mẫu của giống áo lính vậy. Xám 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 nè. Lục lục. Dạ. Nè trái này của chị nè mấy đứa ơi. Đâu rồi? Của bà chị này đâu rồi? Trái này cũng ngon nhưng mà mai ăn mới được. Ủa bà chị nè, của chị nè, chị nè. Nè của chị nè. Đưa khơi cân giùm chị mấy đứa ơi. Cân khui giùm chị. Ờ. Dạ, cô. Dạ, con cảm ơn. Dạ. Dạ. Thế bây giờ cô mua trái, con khui ra rồi bỏ hộp về. Ha. Mua hộp hả? Dạ. Dạ, thôi. Bác này nhiêu tuổi bác? 75. Nhìn cái chân mày bác đẹp quá ha. Mày về nha. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Bây giờ về Hải Phòng đây. Dạ, dạ anh về khỏe ha, có dịp lên Hải Phòng gặp anh. Có gọi hotline được không? Dạ, dạ được, dạ được. Bởi vì lần trước anh gọi Sài Gòn rồi nhưng mà không chuyển ra. Bỏ dạ. Là có cửa hàng ngoài này. Dạ, dạ. Thôi. Dạ, mai mốt anh ăn thì cứ nói mấy bạn chuyển lên cho anh. Rồi, dạ, okay. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, chào anh. Dạ, để con đang lựa đây. Trái này chín rồi cô. Cô lấy trái này đúng không? Bác lấy trái này đúng không? Trái này muối bự ngon nè. Bác đã lấy trái này không? Một cân muối hả? Dạ, một phần cân muối. Cái này không tới cân muối. Vậy ra lấy ha. Muối sầu riêng. Không, cũng vẫn kêu cơm muối sầu riêng. Dạ. 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 Nè Hoa. Hoa. Cái này cho ông bác nè. Coi, gõ lại đi. Chưa chín lắm hả? Không, chín rồi, tại vỏ vỏ hơi dày. Khui cho bác luôn đi. Này cũng chín rồi nè. Chín rồi. Chín.
chưa đều. Dừng tay chú xin một quả để trường cái. Dạ. Đó nhờ chú. Đấy, dạ chú. Cầm mượn quả này cái làm sầu riêng à, mượn trái luôn. Dạ rồi, con cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn chưa? Dạ. Khương. Dạ Khương. Ngồi trước. Ngồi trước. Cháu cháu ơi, quả ngày mai ăn. Mai hả cô? Ừ, mai. Dạ. Hôm qua cô lấy nhưng mà về bổ ra là hơi ăn kiểu... Nó chưa chín lắm hả? Ờ, cho cô chín là để mai cho các mai ha? Ờ, bằng tuổi con nhà cháu đấy. Dạ. Giờ dừa sữa bằng ngày mai cô sinh nhật cho hai cháu. À, đây đây con lựa mai chín nè. Lựa cô mai nhé. Dạ. Nhưng mà cô khui được không? Khui à? Cô lấy trái này mai cô khui được không? Khui kiểu như nào? Nên cô cắt... mỗi khi toàn các cháu khui, bây giờ khui không để... Ý là mai ăn thì mai cô mới khui được. Chứ giờ đâu khui chưa để trước là hả? Nếu cô đang muốn ăn trước cô lấy con đông lạnh kìa. Tụi con lạnh qua cô thấy bằng đá nát. Dạ hả? Dạ. Nếu cô lấy cái này rồi mai khui thì mai mình về mình khui. Cắt hai đầu xong rồi lấy dao ra. Dạ dạ đúng dễ đó. Dễ lắm. Người có nhà có nam không? Có nam không? Có. Dạ dạ dễ. Con cô bằng tuổi cháu. Dạ 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 vậy đây. Dạ vậy là anh khui được mà. Chín vào như cậu bảo hôm qua con cô nó qua nó lấy nhưng mà cái này chín rồi nè con. Cái này chín rồi. Không được ngọt lắm. Dạ dạ, này chín nè. Chín à? Dạ chín. Cô lấy trái này ha. Nhé. Dạ. Dạ. Cho cô trái này mấy đứa ơi. Dạ. Đêm cưới hả? Rồi. Dạ cảm ơn em. Dạ rồi cảm ơn quý bà cô chú rất là nhiều. Cháu dạ. Muốn nó cô muốn lấy kiểu như là để ngày mai nó ăn nó mềm hơn như quả. Mềm hơn là hả? Dạ dạ để con lựa. Dạ để con lựa cho. À, cảm ơn quý bà cô chú rất là nhiều đã lúc nào cũng thương yêu Khương Dừa rồi đến ủng hộ sầu riêng của Khương Dừa. Hiện tại thì cửa hàng sầu riêng của Khương Dừa ở Hà Nội thì ngay tại số là 25 phố Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hotline là 0914 911 771. Có gì quý bà cô chú tới ủng hộ Khương Dừa nha. Bây giờ Khương Dừa phụ mấy đứa em lựa sầu riêng và bán sầu riêng. Dạ hẹn gặp lại. Cảm ơn. Chọn cho cô 99 đi.